Dính rồi bà con ơi. Đây, cái này rút nhóc luôn này. Ừ, đây, 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 đưa, đưa coi coi. Đó, nhóc. Chào hai. Các bạn, bữa nay mình đi thăm lọp á. Rồi, bây giờ anh Tư mình sáng đặt cái lọp rồi, bây giờ hai chị em mình đi thăm nha cả nhà ơi. Đây. Bây giờ mình đi thăm lọp, là nguyên cái lọp ba ba luôn rồi các bạn. À, đi thăm lọp nha. Của mình năm nay trúng rồi các bạn ơi. Đó, lúa luôn à. Ừ. Rồi à, lúa nè, trời ơi lúa trúng chưa? Trời ơi cái ốc mình. Sao à, người ta chạy thế vậy? Rồi đây nè coi lúa lúa mà lúa chỗ rồi nha các bạn ơi, gần công trái me rồi. Chưa công hả? À, mới chỗ điều. Còn số chắc có đồng đồng ha. Mấy cái cặp bạn. Đây ruộng của chị Tư. Vườn chị Tư, ruộng chị Tư. Đó, một cánh đồng bát ngát này, ruộng già chỗ xanh này là của chị Tư hết nè. Bây giờ chị Tư đi đổ lọp. Anh Tư đặt mấy cái lọp ở đằng đây nè. Cá nó lên á. Nước này người ta sụt nước xuống bắt đầu cá nó lên. Rồi các bạn đi theo đổ lọp nha. Đó có hai cái con dũng sĩ bốn chân nó đi theo hộ tống chị Tư. rồi nhanh lên. Thêm thằng cháu nữa nè. Thằng cháu đi theo con đi đâu nó phải vậy nghe. Trời ơi con chạy coi kìa. Rồi bây giờ sắp tới chỗ đổ lợp rồi các bạn ơi, để đi lại coi chị Tư đổ rồi. Tới đâu rồi có không? Nhúc nhích không? Vậy hả? Ồ. Đi ghét ghét lại coi. Trời ơi đặt cái dưới mương trên ruộng xuống cũng dính mà dưới mương. Trên ruộng nước chảy xuống nè các bạn ơi. Đâu? Ồ. Trời ơi. Cá là bà con ơi. Trời ơi cá phi có nuôi không? Không nó tự có hả? Tự có anh. Đâu phải đổ vậy? Hả đổ sao? Tới mày đổ không? Nó có cái chỗ để lấy ra. Hả? Nó có cái chỗ để lấy ra. Không, cái loại này nó không có chỗ lấy ra. Vậy lấy làm sao? Nó ra cái đường này không à. Hả? Nó ra được. Không đâu. Không phải vậy đâu. Vậy chắc đất nó từ cao không? Không phải. Nó có cái chỗ để người ta kéo lấy ra. À, cái này sao không có nè. Đó, thầy chứ em thấy. Để tới đây em coi coi. Nghiên cứu rồi cho mà. Rồi. Cái này lấy ra chỗ nào ta? Không đâu. Thấy đổ đường này không à. Vậy hả? Thò tay lấy ra hả? Không có đổ gì nè. Sao mà đổ được? Bởi vậy. Ê, lần đầu tiên đi đi đổ lời các bạn ơi. Cho nên anh Tư, tại vì anh Tư bận đi sẽ thúc sâu rồi. Rồi giờ không biết lấy ra cái đường nào. Người ta có cái chỗ để người ta hả lấy ra đó ông ơi. Hả đường nào? Nó có cái chỗ để người ta hả, người ta cho cá nó ra. Nếu mà hả thì hả cái đường này. Mà sao cái này cục rút cái là đúng ra nó phải có cái đồ hả ở trong này nè. Mà sao không có nè. Ừ, để sao không có chỗ nào lấy hết trơn vậy? Khác hơn cái thì chắc hồ tay lấy á. Cá nè, nhóc luôn. Ồ. Ừ, hồ tay bắt đi cho nó lẹ. Em thấy anh Tư đổ cái ào kìa. Hả? Bộ không thấy ông dở rồi, ông mở ra đường nào mà ông đổ ra cái ào cá. Không biết rồi. Rồi ông gà nuôi cả mấy chục ký á. Thấy anh Tư bữa hổm đổ cái ao cái nó xuống á. Mà sao không có chỗ nào để lấy? Không có đi thăm. Mới đi thăm cái đầu tiên. Lần đầu tiên đi thăm lời nha các bạn ơi. Không biết chỗ lấy. Ta đúng ra ta phải có cái chỗ nên ta hả ra đường này nè. Người ta mới đổ cá ra. Sao anh Tư đến nay bít chơi nhưng không biết. Cái này mua nó làm sẵn á. Dạ hả? Mà nó cũng phải có móc cái nào hả? Nè chắc ra đường này quá. Hả? Chắc cho nó chui ra đường này quá. Đường này không phải. Chắc vậy. Chắc đường đó đó. Vậy nè. Trời ơi. Nó có chỗ. Ta có rổ. Bỏ hỏi em thấy anh Tư làm cái ao. Ta bắt hết. Trời ơi. Nó nè. Nó có cái lỗ mai lại đó. Nè. Nó vậy. Thiệt tình. Đó vậy không có. Kinh nghiệm. Kinh nghiệm. Cái sau là có kinh nghiệm. Trời ơi đặt cái này đi lên cũng dính mà đi xuống cũng dính nè các bạn ơi. Đây được nhiêu nha. Có ốc bu vàng nữa nè. Cái đó mình đem vô mình đặt cho vịt nè.
Gá cà phi. Chúng ta có cái đường nè. Mà chẳng có cái đường. Mò bóc cái đủ thiệt tình. Đặt xuống hồ rồi, đặt. Đặt tiếp. Này mà nó cạn là nó xuống. Cái hàm 2 cả ký á. Rồi tiếp tục đi các bạn ơi. Hai cá hả? Đây dễ kiếm ăn. Rồi đặt nhóm động hả? Ù nhúc nhích. Có nhúc nhích. Ồ nhúc nhích các bạn ơi. Cái này chắc nhiều quá. Nhúc nhích. Lại chín luôn. Ù. Ồ. Chín rồi bà con ơi. Cái này rút nhóc luôn này. Ừ đây 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 đi đi coi coi. Đó, nhóc luôn. Cái này có nhổ, có con dây. Có dây, à, rút kinh nghiệm mà. Phải rút kinh nghiệm mới được chứ. Ờ, có dây để có mở dây nè. Ta có cái đồ. Có đồ mở, hồi nãy không có kinh nghiệm thành ra là mò. Mò dính hơi khó. Dính thấy hàm nha. Đủ ăn rồi. Có tụi quân đi xịt thuốc nữa. Xịt thuốc hả? Cho có dính cá thấy hàm luôn. Hồi nãy không biết đường gỡ, rồi gỡ đường cái lỗ này nè. Bắt nó hơi xuống nè. Ở đây là quá cả luôn rồi. Mấy anh dũng sĩ diệt sâu bọ. Rồi nguyên đội quân đi diệt sâu bọ các bạn ơi. Từ nhà mình thì đổ lợp nè, được nhiêu nè, nhiều chưa, nhóc luôn. Cá phi nha, cá này mà chiên nguyên con á chứ. Ăn không chế đem nuôi hết á chứ không ăn đâu. Ờ mổ bụng nó ra ha, cái chia nguyên con luôn là nó ngon. Thôi còn nhỏ nhỏ nuôi đi. Trơn à. Nuôi đi, còn nhỏ nhỏ không đi nuôi lại trong nuôi không ngày mấy chục ký. Ờ cái này là đặt ở ngoài ruộng tự nhiên nha các bạn, cá tự nhiên không có ai nuôi trơn á. Bắt đầu bây giờ mình đem vô trong giường mình thả nha. Thả để nuôi cho nó bự rồi mình mới bắt ăn được. Cái này còn nhỏ lắm bạn. Đi, bây giờ đi thả cá. Đi thả cá đi nơi. Đem vô giường thả. Đây có. Tại vì ngoài ruộng này á là người ta bắt hết à. Mình đem vô giường ta không dám bắt. Hôm nay ngoài ruộng tự nhiên á là mạnh ai nấy bắt, thành ra là không có giữ được. À, khó giữ. Cho nên chị tôi đem vô giường nuôi. Vô gần nhà. À, vô gần nhà người ta không có bắt được. Đi gần nhà nó ở đó, nó ăn con chín. À. Không ngày chứ mấy chục ký rồi đó. Còn cái đó mười mấy con rùa đó. Vậy hả? Ờ cái lọt có mười mấy con rùa đó. Ờ. Được một con thả luôn à. Vậy hả? Thấy ham ha. Tháng 7 thì không bắt rùa. Ừ. Thả đem vô trong mương kia thả không làm được mấy con. Ừ. Sao không sắm nhiều cái đặt nữa. Lọt á. Mấy cái bị mất. Vậy hả? Ừ. Ờ. Bị giết cá rồi người ta thấy. Ờ. Ở đây dễ kiếm ăn. Bây giờ cá nhiều ha. Ừ. Có con nhóc hết trơn luôn. Năm nay sao cá phi quá trời. Ừ. Cá phi với cá rô. Nó đẻ á. Hồi có thả thùng B là 2 thùng rồi đó. Ừ. Bây giờ ruộng này chắc là cũng có cá rô lắm. Nó đang vô ha đó. Ừ. Tại vì chế xíu nước à. Ừ. Phải ham luôn các bạn ơi. Đi đi đặt lọt nha. Đó. Cái thằng cháu đi theo nha. Đó ngoài chị Tư mình là coi như là không phải tốn tiền đồ ăn. Đi ngán chết. Ờ đi đặt chút là nhóc chơi. Bây giờ mình đi đem vô giường mình thả cho nó bự rồi ăn. Con này không được bự. Cá này chỉ có nước chiên xù à. Còn nhỏ thì nuôi chân. Có ăn còn có gô chạy ầm luôn rồi chứ. Ồ ừ, nhiều quá. Đó cái gà muống một phút cỏ. Ờ cái gà muống nè, ăn đâu được hả? Cái bò quá. Ờ. Sao thịt chi vậy? Cái nhóc cái này nó dễ bay mùi đó. Ờ. Bay mùi là nó phun đọt hết trơn. Một cái bờ đó. Đem vô gần nhà thả hả? Ừ, thả. Đem mương này nè. Hả? Thả mương đó đó. Ừ, thả. Mua chứ thả chứ đi mua cắm to cho nó. Đi vô nhà để thả cá các bạn ơi. Bắt ở ngoài ruộng. Bắt ngoài ruộng tự nhiên á. Giờ đem vô mương nhà chị Tư nuôi. À, chị Tư nuôi cá thả cá đây, đem vô nhà thả. Tháng 7 phải thả cá mới được. Không dài thả không thường của mình là đâu có ai bắt được. À, thả hết hả? Thả hết luôn á. Chị nghe không? Không còn nhỏ để cho bự đi.
À, mai mốt ra đây câu. Ừ. Bỏ hổm từ thi thả nhóc trên. Nhiều lắm, thả mấy. À, cái gô nó đỡ ra mấy chục ký. Cái gô con thả luôn. À bung xuống con nhỏ cho nó. Thôi, ở chổng trang đạt đi nhổ hoài. Đó, nhóc bung súng hết trơn nè. Rồi. Trời ơi con nè, bung súng quá trời luôn. Súng quá. Quá mà giờ có nước vô nó mọc lên vậy đó. Ừ. Trước nó nứt nở. Ở đâu mà nó nhiều lên ha? Ừ. Cái này chắc lung lai đâu đời nào á. Chắc hồi xưa quá à. Ừ. À. Rồi bây giờ mình cạt nó sâu xuống rồi chắc cái bông nó này đâu có nó mọc lên chứ hồi đó đâu. Nó khô queo nẻ lên cưng thấy không? Không chừng cả chục năm mà không thấy cái bông súng này đó. Lâu rồi. Lâu rồi. Hồi chào chứ mua của người ta tới bây giờ á. Ừ. Sao giờ nó lại lên vậy mới. Ừ. À, hai chị em mình đi đi đổ lộp bây giờ vô thả cá rồi hết rồi đâu còn gì đâu chia sẻ bye 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 bye, bye nha. Ừ sáng giờ mệt rồi.